Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bình. Và bài tập hôm nay sẽ là bài tập yoga và thiền giúp cho bạn có một giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, êm ái hơn, bỏ lại một cái ngày dài làm việc mệt mỏi ở phía sau. Thì bài tập này đặc biệt cho những bạn mà bị mất ngủ, những bạn mà stress, mệt mỏi vì công việc, hoặc là những người lớn tuổi mà khó ngủ quá, hoặc là những chị mà đang mang thai, hơi mệt, hơi mỏi lưng mà khó ngủ, thì là bài tập hôm nay sẽ là một bài đơn giản nhưng mà nhẹ nhàng và hiệu quả cho tất cả mọi người nha. Và bài tập hôm nay sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là các động tác yoga đơn giản giúp bạn kéo giãn lại cơ thể, giãn lại cơ bắp, giúp cho máu huyết bạn lưu thông dễ dàng hơn. Phần thứ hai sẽ là phần thiền buông thư, giúp cho bạn thư giãn, thả lỏng tâm trí, thả lỏng cơ thể xuống được nhiều hơn. Và phần thứ ba đó là phần thư giãn và chìm vào giấc ngủ trong tiếng chuông thiền Tây Tạng. Thì đây là cái chuông thiền Tây Tạng, một trong những cái chuông thiền mà mình mang về từ đợt trekking ở Tây Tạng. Thì cái chuông này với tác dụng âm thanh của nó có tác dụng thư giãn rất là sâu, giúp bạn chìm vào giấc ngủ rất là dễ dàng. Thì bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái gối bất kỳ gối mà bạn có ở trên giường là được rồi, và một cái không gian yên tĩnh thư giãn. Bạn có thể đốt thêm cái nến thơm, hoặc có thể xịt hoặc đốt thêm tinh dầu. À, và mình phải nói câu này trước, tại vì cuối giờ tập mình sẽ để cho các bạn yên tĩnh và thư giãn và chìm vào giấc ngủ luôn. Đó là nếu bạn muốn nhận được các thông báo và nhận được các video tiếp theo của mình thì hãy bấm nút đăng ký và bấm nút chuông bên dưới này nha. Nào, bắt đầu chưa? Sẵn sàng chưa? Và hãy lên giường và chúng ta cùng bắt đầu tập bài tập yoga cho giấc ngủ ngon và sâu của ngày hôm nay thôi. Bạn hãy bắt đầu bằng việc ngồi lên giữa cái nệm của mình, ngồi lên giữa cái giường luôn. Ngồi trong bất cứ tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn có thể gác một chân lên, hoặc là bạn có thể để chéo hai chân. Hãy giữ cho lưng thẳng và bạn lắc lư nhẹ người một vài nhịp. Sau đó bạn úp hai tay lên đầu gối, thả lỏng khuôn mặt ra và nhắm mắt lại. Cảm giác như là bạn đang đóng hết cái cửa lại, thì bạn chìm vào bên trong của bạn thôi. Giữ lưng thẳng, giữ cho cái mông của bạn ngồi hết xuống dưới mặt nệm. Và bắt đầu một vài nhịp hít và thở dài. Cảm giác vào nhịp hít vào bằng mũi thật sâu, và thở ra bằng mũi thật là sâu. Hãy lặp lại vài nhịp và để ý vào cái đường đi của hơi thở của bạn, khí đang được bơm vào người, và nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Hai vai bạn buông thõng xuống nhiều hơn, mềm ra nhiều hơn. Từ vị trí ngồi thẳng, bạn hãy các em cảm giác vào phần cằm. Hãy di chuyển hơi thở và động tác cùng với nhau. Hít vào, bạn nâng cằm lên, kéo giãn hết phần cổ phía trước của bạn. Và thở ra, bạn kéo cằm vào lồng ngực. Cảm giác bạn đang kéo giãn hết các khớp sống phía sau cổ của bạn. Lặp lại hai lần nữa, hít vào. Thở dài ra. Hít vào.
Sau đó bạn quay khuôn mặt về vị trí trung tâm. Tiếp tục đem cảm giác vào cằm. Bạn hãy đưa cằm qua vai bên phải. Cảm giác cái lườn cổ bên trái của bạn hơi căng căng lên. Sau đó bạn đưa về giữa. Và hít vào, quay cằm về bên trái. Mở ra, mang lại về vị trí trung tâm. Lặp lại, hít vào qua bên phải. Dùng cằm vẽ tròn, vẽ cao lên trời, xoắn qua bên trái, úp xuống dưới, vẽ qua phải, rồi lại vẽ lên trời. Sau đó bạn vẽ hai vòng theo chiều ngược lại. Chỉ lưỡi ở trong miệng bạn cũng được thả lỏng ra luôn. Sau đó bạn nhẹ nhàng mở mắt ra. Và mình sẽ quay vào tư thế em bé. Từ vị trí đang ngồi, bạn hãy lùi hai chân ra sau. Từ chân về phía sau, bạn có thể giữ hai đầu gối khép lại, hoặc là bạn có thể mở hai đầu gối rộng ra. Mình thì mình thích mở một cái khoảng cách trên bờ gan tay, lúc đó mình sẽ cảm giác thư giãn được nhiều hơn. Và bạn đưa người về phía trước, sau đó bạn nằm sấp khuôn mặt xuống sàn, trán bạn chạm xuống sàn. Và bạn vươn hai tay lỏng về phía trước, mềm hai cùi chỏ xuống, mông bạn có thể chạm nhẹ vào sau gót chân. Hãy giữ trong tư thế em bé một vài nhịp. Đừng để mũi của bạn bị ép vào giường, vào mặt giường, mà hãy để lỏng mũi ra. Bạn hãy ép trán xuống và hít thở lại nhẹ nhàng. Cảm nhận nhịp hít vào và nhịp thở ra thật sâu. Sau đó bạn bó hết tay của bạn về bên phải và nằm rạp ngực xuống đầu gối bên phải. Hãy vươn ra, vươn nhiều ra tới lúc nào mà bạn cảm giác phần lườn cánh tay bên trái của bạn hơi căng thì hãy giữ lại ở đây. Một nhịp thở nữa. Và bạn quay về vị trí trung tâm, vươn hai tay về trước trong tư thế em bé trở lại. Và vươn hết qua đầu gối bên trái, hãy đổi qua bên trái. Nằm rạp xuống đầu gối trái và kéo giãn lườn của cánh tay bên phải ra.
Sau đó bạn quay về vị trí trung tâm trở lại, lọng toàn bộ người xuống, mềm hai cùi chỏ ra. Rồi bạn nhẹ nhàng chống hai tay bên cạnh khuôn mặt và đẩy người ngồi thẳng lưng lên. Sau đó bạn ngồi mông xuống dưới sàn và chập hai bàn chân vào với nhau. Dùng hai bàn chân bạn chạm vào và bạn dùng ngón cái của bạn massage nhẹ cho gan bàn chân, bấm bấm vào giữa gan bàn chân, massage nhẹ nhàng cho gan bàn chân, cho các ngón chân, bạn bóp bóp vào các ngón chân. Và động tác tiếp theo là tư thế con cá với sự hỗ trợ của cái gối. Bạn hãy đặt một cái gối vào giữa giường, sau đó bạn ngồi, mông bạn chạm vào phía sau của gối và bạn từ từ nằm ngửa người ra, nằm ngửa ra từ từ, ngửa ra, cố gắng giữ cho mông chạm dưới sàn, đầu chạm dưới sàn và bạn thả lỏng hai tay ra, hai chân bạn mở rộng ra luôn. Lúc này lồng ngực của bạn sẽ được mở rộng, vai bạn được thư giãn. Hãy cảm giác vào sự mở rộng của lồng ngực trong mỗi nhịp hít vào và thở ra. Hãy thả lỏng hai chân bạn đổ nghiêng qua hai bên. Động cho hai cánh tay bạn buông xuôi về phía sau. Lấy cái gối ra khỏi người, đưa về phía trước, sau đó bạn chống tay và đẩy người ngồi lên. Từ vị trí ngồi, bạn hãy dùng gối đặt vào phía sau đầu. Và lúc này mình sẽ nằm dài ra và bạn sẽ chìm vào giấc ngủ luôn. Sau phần thứ hai đó là phần thiền buông thư và phần thư giãn sâu, chìm vào giấc ngủ trong tiếng chuông thiền Tây Tạng. Hãy ngồi, hãy nằm vào cái vị trí mà bạn có thể thư giãn và nằm ngủ luôn nha. Bạn đặt gối vào dưới đầu, lỏng hai chân về phía sau, hai tay mềm ra, giữa hai chân bạn khép lại, mình bạn người nhịp cuối cùng, co đầu gối chân phải, dùng tay trái nắm lấy đầu gối, bạn người về bên trái, xoay nhẹ khuôn mặt về bên phải. Hãy giữ đây 5 nhịp thở. Trở lại và mình sẽ đổi bên, bạn co đầu gối chân trái, dùng tay phải nắm lấy đầu gối, vặn về bên phải và xoắn nhẹ khuôn mặt về bên trái.
và thả lỏng hai chân xuống. Bạn hơi mở hai chân ra, lắc lắc nhẹ lại toàn bộ người, lắc lại vai, lắc lại mông, lắc lại cánh tay, nằm trong tư thế thư giãn và thả lỏng nhất. Lúc này hãy đặt tay phải của bạn lên bụng và đặt tay trái lên lồng ngực. Hít vào, hãy nâng bụng lên, sau đó mở lồng ngực nâng lên. Thở ra, hạ lồng ngực và hạ bụng xuống. Hãy cảm giác vào nhịp nhấp nhô của hơi thở của cơ thể phần thân trên của bạn. Hãy cảm giác sâu vào nhịp hít vào và nhịp thở ra. Cuối cùng, sau đó bạn thả lỏng hai tay xuống mặt giường, nằm mềm người xuống sàn. Hãy lắng nghe vào nhịp thở của bạn, để ý vào nhịp lên và nhịp xuống của bụng và của lồng ngực. Bạn hãy bắt đầu cảm giác vào sự nặng xuống của toàn bộ cơ thể. Hãy để cho các ngón tay của bạn co mềm tự nhiên. Để cho hai gót chân nghiêng nhẹ mềm mại lỏng về hai bên. Và để cho bắp đùi và toàn bộ phần thân dưới của bạn được thư giãn. Hãy đem cảm giác vào sự buông lỏng của hai cánh tay, sự chìm xuống của hai bả vai, phần lưng sau và toàn bộ phần thân trên của bạn. Đỉnh đầu được thả lỏng ra và da trên khuôn mặt của bạn cũng được mềm ra luôn. Cảm giác khóe miệng của bạn hơi nhếch lên và bạn đang lan tỏa cái nụ cười từ bên trong của bạn lan lên toàn bộ khuôn mặt. Và cảm giác niềm hạnh phúc cũng được lan tỏa từ tim lan ra ngoài cùng với hơi thở của bạn. Toàn thân bạn nặng dần xuống, nặng dần xuống và hòa tan vào mặt nệm. Hãy mang ý thức của bạn thư giãn cùng với toàn thân. Hãy để hơi thở hòa vào tiếng chuông ngân vang và lan dần ra, tỏa ra khắp mọi hướng.